con ốc này chọc vô cái lỗ này, sau đó xoay ok là được nha. Ai mà đang quay phim chụp hình mà chưa có cái gậy này là một thiệt thòi lớn nha mọi người. Sản phẩm bao gồm một giá đỡ, một cái gậy tripod 3110 kèm một cái túi nha mọi người. Khi nhận hàng sẽ có 3 món này nha. Đầu tiên muốn sử dụng được thì bạn phải gắn cái giá đỡ điện thoại lên cái con ốc này nha mọi người. Cực kỳ đơn giản sử dụng đúng không nào? Đó, đây là cái gậy ba chân cực kỳ chắc chắn. Ở đây có cái khớp nè, chỉ cần mở khớp ra rồi kéo dài. Như chúng ta thấy bây giờ cái gậy này cũng khá là dài rồi. Ồ, nhưng mà còn một cái nút ở đây nữa, có thể vặn dài hơn nữa. Ồ, gắn dài hơn nữa nè, quá tuyệt vời luôn đúng không? Cái khe này dùng để bỏ điện thoại. Cái gạt này dùng để điều chỉnh hướng của điện thoại nha, có thể xoay, xoay thoải mái luôn. Gập lên gập xuống rất là dễ dàng. Đây, nếu như bạn nào muốn chụp đứng thì chúng ta có thể để theo cái tư thế này nha. Đó, tư thế là chụp điện thoại vào là chụp đứng nha mọi người. Chiều cao tối đa của cái gậy này là 1020mm nha. Nó ngang tầm bụng, ngang rốn của mình á. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta tháo khớp và rút ngắn gọn lại nha. Mở khớp và gập lại. Tùng xả hàng xả gì cũng rẻ.